Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 25 trong giáo trình Read and Learn Kanji tương đương với bài số 10 trong phần Kanji N2. Bài số 25 này có chủ đề là Ningen Kanke, có nghĩa là các mối quan hệ. Bây giờ các bạn sẽ xem các chữ Hán từ 385 đến 400. 385 là chữ vi trong từ chu vi, có nghĩa là bao vây này. 386 là chữ hiệp trong từ hiệp lực, hợp tác. 387 là hỗ trong từ tương hỗ, hỗ trợ. 388 là chữ ngã trong từ bản ngã, có nghĩa là chính chúng ta. 389 là chữ tự, có nghĩa là cùng nhau. 390 là chữ viện trong từ viện trợ. 391 là chữ tinh trong từ tinh thần, tinh xảo. 392 là chữ bão trong từ hoài bão, ôm ấp. 393 là chữ tôn trong từ tôn kính. 394 là chữ kính trong từ tôn kính. 395 là chữ tham trong từ tham gia. 396 là chữ chí trong từ chí mệnh, chí mạng. 397 là chữ thuận trong từ thuận lợi. 398 là chữ khiếu, có nghĩa là la hét. 399 là chữ bố trong từ khủng bố, nghĩa là sợ hãi. 400 là chữ hiềm trong từ hiềm khích, nghĩa là ghét. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng chữ một. Chữ đầu tiên là chữ vi, các bạn quan sát. Nó gồm bộ vi, đây là bộ vi bốn xung quanh này. Và đây là trong, bên đây là cái giếng đúng không? Trong đây là chữ tỉnh, có nghĩa là cái giếng. Vậy thì chữ vi này có âm kunyomi là kako, ví dụ trong từ kako mự, nghĩa là bao quanh vây hãm, hoặc là kako có nghĩa là bao vây, bủa vây. Âm ôn là y, ví dụ trong từ hoi suru là bao vây, là bao vây này. Shiu y là chu vi, han y là phạm vi, kyo y là hung vi, có nghĩa là vòng ngực. Và trong từ đặc biệt nó đọc là igo, vi kỳ là cờ vây. Thì những cái chữ mà được bôi đậm này là những từ mà hay gặp, các bạn để ý hơn. Ở đây các bạn thấy phần động từ có hai từ, đây là từ kako mự và từ kako. Thì hai cái này khác gì nhau thì chúng ta sẽ xem cái phần thông tin bổ sung. Từ kako là biểu hiện trọng tâm vào một mục đích nào đó, ví dụ gì nhỉ? Kidate de kakotta ie, tức là nhà được cây cối vây xung quanh. Người ta thực hiện việc này, đúng là người ta trồng cây xung quanh nhà nhằm một mục đích nào đó, ví dụ như là bảo vệ ngôi nhà khỏi gió bão chẳng hạn. Còn kako mự là biểu hiện trọng tâm vào chính cái hành vi, chính cái việc đấy. Ví dụ kidate ni kakomareta kanse na ie, có nghĩa là ngôi nhà yên tĩnh được cây cối vây quanh ấy, thì nó sẽ không mang cái sắc thái cây cối được con người trồng xung quanh để tránh gió bão như ở trên, mà chỉ nhấn mạnh trạng thái tự nhiên, đúng không? Trạng thái tự nhiên của ngôi nhà đấy là ngôi nhà yên tĩnh và có cây cối vây xung quanh là như vậy. Đấy là cái sự khác nhau nho nhỏ giữa từ kako và từ kako mự. Tiếp theo các bạn có chữ hiệp. Chữ hiệp ghép bởi đây là gì đây nhỉ? Đây là bộ thập là 10 này, đây là lực đúng không? Mà chúng ta thấy có tận 3 lực. Vậy thì để nhớ chữ này chúng ta có thể tạo ra câu chuyện, đấy là 10, 10 là tên người ấy, 10 và 3 lực này. Đây là 10, đây là lực. Có 3 cái là số 3 nhé. 10 và 3 lực thỏa hiệp với nhau. Thì chữ hiệp này trong từ thỏa hiệp. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là kyo, ví dụ trong từ kyo ryo cự sự, có nghĩa là chữ hiệp và chữ lực, nghĩa là hợp sức, hỗ trợ, cộng tác. Kyo kai là hiệp hội, chữ hiệp gặp chữ hội này. Kyo te là hiệp định, da kyo là thỏa hiệp, kyo yaku là hiệp ước, kyo sho là hiệp thương. Như vậy là thấy là những cái này, những cái từ này thì khá là giống ở trong tiếng Việt mình đúng không? Một số kanji tương tự, các bạn thấy đây, nếu mà thay cái bộ thập này bằng bộ nhục, đúng nhỉ, bộ nhục trong từ cốt nhục có nghĩa là thịt đấy, thì được chữ hiếp có nghĩa là nách bên. Ví dụ chúng ta có từ waki đúng nhỉ, đấy, ví dụ cái chữ đấy đứng một mình nó sẽ đọc là waki. Đây, đọc là waki nhá. Đây các bạn thấy này, gõ nó ra waki này đấy, cho to lên chút. Waki. Tiếp theo chúng ta có cái chữ này, trên là bộ gì đấy? Trên là bộ ba lực đúng nhỉ, dưới là bộ nhục, nhưng mà lại cho dưới chứ không cho như này. Thì đây là chữ hiếp, chúng từ uy hiếp, đe dọa. Nó đọc là odokasu. Odokasu. Còn một âm cư nữa nhưng mà mình cũng tự nhiên mình không nhớ. Hay là trong từ ikaku đúng nhỉ? Ikaku là chữ khác không phải chữ này. Tiếp theo chúng ta có chữ hỗ. Chữ hỗ này các bạn thấy rất là giống hình hai bàn tay bắt nhau đúng không?
Đây, đây là trên này, tay trên này đấy, đây là tay dưới này, trông rất là cân xứng với nhau đúng nhỉ? Giống hình ảnh một cái hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đấy. Chữ hỗ này có âm khương là thaga trong từ othagaini hay là thagaini có nghĩa là lẫn nhau. Âm ôn là go không trường âm, ví dụ sogo là tương hỗ nghĩa là lẫn nhau. Gojo suru là hỗ trợ. Kogo là giao hỗ có nghĩa là tương tác hỗ trợ. Gokanse là hỗ hoàn tính nghĩa là tính tương hợp. Gokaku là chữ hỗ giác có nghĩa là cân bằng. Đấy. Về phần thông tin bổ sung này chúng ta có cái từ othagaini và từ sogoni là hai từ đồng nghĩa. Ví dụ kaigi de othagaini hay là sogoni ikeo kokanshita có nghĩa là trao đổi ý kiến lẫn nhau tại cuộc họp. Hai cái từ này, từ thagaini và từ sogoni nó tạo ra cái nét nghĩa là lẫn nhau. Từ kogoni kawaru gawaru koda kotai de là các từ đồng nghĩa mang nét nghĩa là luân phiên thay phiên. Ví dụ nimotsu ga omoi no de kawaru gawaru hay là gì nhỉ? Hay là kogoni kotai de motsu koto ni shita, tức là vì hành lý nặng nên là quyết định thay phiên nhau mang. Một người mang thì sẽ rất là mất mất công, mất mất rất nhiều sức, thế nhưng mà mỗi người bê một đoạn đúng không nhỉ? Thì có thể dùng ba cái cách này giống nhau. Tiếp theo chúng ta có chữ ngã ghép bởi phần bên trái. Phần bên trái là bộ thủ, đây. Đây là cái tay này. Chữ thủ đây. Đây là bộ bộ gì nhỉ? Đây là bộ qua nghĩa là giáo mác. Thì chúng ta có cái chữ này để tạo ra để có câu chuyện của chữ này đấy là giáo gươm cầm ở trên tay đúng không nhỉ? Đây là giáo nhá. Đây là thủ là tay, giáo gươm cầm ở trên tay. Hy sinh bản ngã đúng nhỉ, hy sinh bản ngã chờ ngày tự do, thì bản ngã này chính là cái chữ ngã đó. Âm khương của chữ này là ware hay là wa, ví dụ trong từ ware ware nghĩa là chúng ta, wagakuni đúng nhỉ là ngã quốc là đất nước ta, hay là có cái từ wagasha là công ty chúng ta đúng không? Đấy. Chính là cũng bằng chữ ngã này luôn. Tất nhiên là người ta hay viết dưới dạng hiragana cho nó đơn giản. Qua Nga sẽ là công ty chúng ta. Âm ôn đọc là ga, ví dụ trong từ ji ga là tự ngã nghĩa là tự mình. Wagamama là ngã tận là ích kỷ tính từ đuôi na, nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng hán tự, gần như chỉ viết dưới dạng hiragana hoặc katakana thôi. Ga ga tsuyoi là ngã cường, là bướng bỉnh cứng đầu, tức là cái gì nhỉ, cái chữ ga này là bản ngã đấy, cái bản ngã cái tôi của mình quá mạnh, là người rất là cứng đầu và rất là bướng. Về phần thông tin bổ sung này chúng ta có các từ Ware ware hay là wagakuni, nó mang nét nghĩa tương tự như là watashitachi hay là watashitachi no kuni, tuy nhiên dùng trong các trường hợp trịnh trọng. Ví dụ ima ware ware ga nasubeki koto wa senshin koku tono koryu wo kyouka suru koto de aru, tức là cái việc mà chúng ta nasubeki, nasu là làm đúng nhỉ, giải quyết, nếu mà kanji nó là chữ thành nhưng mà ít khi viết đấy, là sự nhá, làm cái việc mà chúng ta nên làm bây giờ ấy là kyoga là tăng cường, là thúc đẩy mối giao lưu với các nước tiên tiến, hay là wagakuni dewa gakumon omonzuru có nghĩa là nước ta rất coi trọng học vấn, thì nó sẽ nét nghĩa là tương tự như watashitachi hay là watashitachi no kuni, thế nhưng mà nó lịch sự hơn rất nhiều nhá. Tiếp theo các bạn có chữ tự này ghép bởi phần bên trái là bộ mịch là sợi chỉ, phần bên phải là chữ giả, thì chúng ta có thể nhớ đấy là chỉ đúng nhỉ, mịch là chỉ này được các tác giả dùng để cùng nhau vượt qua những ngày nóng, thì câu chuyện nó cũng hơi 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 dài, hơi lan man, cho nên là tùy các bạn có thể dùng cái cách khác của các bạn để nhớ nhé. Âm khương của chữ này là ô, ví dụ trong từ hesono ô là dây rốn đúng nhỉ, heso là cái rốn thì ô là cái dây rốn. Âm ghép âm ô yomi đọc là cho hay là cho, ví dụ trong từ Isoni, isoni là nhất tự, là cùng nhau, cái từ này quá là quen thuộc rồi. Làm gì với ai đó thì các bạn sẽ dùng cái từ isoni này đúng nhỉ? Naisho là nội tự, có nghĩa là riêng tư, bí mật, nội bộ. Yuisho là do tự, nghĩa là bề dày lịch sử. Đấy, ví dụ như là Yuisho aru tatemono đúng nhỉ? Tòa nhà có bề dày lịch sử ấy. Jocho là chữ tình với chữ tự, có nghĩa là cảm nhận hay là bầu không khí. Về phần thông tin bổ sung ấy, thì hai từ Isoni và Tomoni có thể coi là đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên Tomoni mang sắc thái cứng, trang trọng hơn và nhấn mạnh có sự kết nối về tình cảm, tinh thần hơn so lại với Isoni nhé.
Tiếp theo chúng ta có chữ viện. Chữ viện ghép bởi phần bên trái là bộ thủ là cái tay, phần bên phải trên là bộ chảo, dưới là chữ hữu là bạn bè. Thì các bạn những cái chữ mà như thế này thì các bạn nên nhớ theo hình thức kanji tương tự, các bạn không nên chế câu chuyện bởi vì nó khá là lằng nhằng phức tạp, nhiều bộ thủ đúng không nhỉ? Thế nhưng mà đấy là lời khuyên của mình thôi, còn lại các bạn có thể nếu mà các bạn cảm thấy tạo ra câu chuyện nó dễ nhớ hơn thì các bạn cứ thử cũng được. Chữ viện này không có âm cương thường dụng, âm ôn của nó là en, ví dụ trong từ on suru có nghĩa là chữ ứng ghép với chữ viện nghĩa là cổ vũ khích lệ, angel là chữ viện là chữ trợ có nghĩa là viện trợ này, cn là chi viện, qn là cứu viện, cn là thanh viện là tiếng cổ vũ. Một số kanji tương tự của nó, ví dụ chúng ta thay cái bộ thủ này bằng bộ nhật mặt trời thì được chữ ôn trong từ ấm áp đúng không? Đây là gì nhỉ? Atatakai. Đấy, đọc là Atatakai nhá. Hay là trong từ Ondan đúng không? Ôn noãn. Ondan có nghĩa là ấm áp này. Cái này các bạn được học ở N3 rồi. Khi các bạn thay bằng bộ gì nhỉ? Khi các bạn thay bộ thủ này bằng bộ nữ thì được chữ viện có nghĩa là công chúa bà hoàng, thì cái này ít dùng, chữ này không dùng nhiều lắm. Đây là chữ thụ. Chữ thụ thì nó không có cái phần hoàn toàn bên này giống nhau, thế nhưng mà nó giống nhau ở bộ thủ, giống nhau ở cái phần trên đúng không? Phần trên là bộ chảo, ở dưới cũng có nét gần gần giống nhau nên cho ở đây. Chữ thụ này có âm cương là sazukaru. Đấy, sazukaru khá là khó nhớ, có nghĩa là cho, được ban cho này. Hay là trong từ yu-gi-oh, cái từ thụ này có rất là nhiều từ ghép đi kèm. Tiếp theo chúng ta có chữ tinh. Chữ tinh này ghép bởi phần bên trái là bộ mễ là gạo, phần bên phải là chữ thanh. Vậy thì chúng ta có thể nhớ chữ này bằng cách đấy là gạo đúng không? Đây là gạo này, gạo đây, các thanh niên ăn đi để lấy tinh thần. Đây là gạo, đây là thanh, thì gạo đây các thanh niên ăn đi để lấy tinh thần. Chữ tinh này trong từ tinh thần. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn của nó là C hoặc là sho, ví dụ Seishin là tinh thần, Seippai là với tất cả sức mạnh đúng nhỉ? Nó hay đi kèm với những từ như là từ Doryoku suru là nỗ lực với tất cả tinh thần này, hay là từ Ganbaru cố gắng hết mình ấy. Seryoku tekina là chữ tinh, chữ lực và chữ đích có nghĩa là tính tràn đầy năng lượng. Semitsukiki đúng nhỉ? Đây là chữ tinh mật cơ khí là máy chính xác. Và trong từ này nó không đọc là C mà đọc là sho nhá. Shojin suru có nghĩa là chuyên tâm cống hiến. Về kanji tương tự thì chúng ta thấy có rất là nhiều chữ gần gần giống cái chữ này. Ví dụ các bạn thay bộ mễ này bằng bộ nhật thì được chữ tình có nghĩa là trời xanh. Trong từ hareru đúng nha, hareru là bầu trời xanh này. Hay là trong từ ghép đọc ví dụ từ kaise, chữ khoái với lại chữ tình cũng là bầu trời xanh luôn. Khi các bạn có thì đấy, khi các bạn có bộ ngôn ghép với lại chữ thanh thì được chữ chữ thỉnh trong từ gì nhỉ? Trong từ thân thỉnh xin xê. Xin xê nhá. Cái chữ này cũng có âm cương nhưng mà mình không nhớ lắm. Cái chữ thỉnh này sẽ được học ở phần N1 xem có đúng lại y cô không. Hình như không phải. Có phải cô không nhỉ? Không đúng rồi. Thôi bỏ qua. Đây là chữ tĩnh ghép bởi bộ thanh ở trước. Nó ngược lại một chút, có bộ thanh đặt đằng trước không phải là đằng sau. Và chữ tranh ở đằng sau, tĩnh này trong từ Shizuka. Shizuka có nghĩa là yên tĩnh này. Đấy, hay là trong từ gì đấy, trong từ tĩnh dưỡng, Seyo. Đây là chữ tình ghép bởi bộ tâm là trái tim và bộ thanh đúng nhỉ, trong tim các thanh niên thì dạt dào tình cảm. Chữ tình này đọc là yo, ví dụ trong từ yoho này, tình báo là thông tin. Hay là kanjo, cảm tình, tình cảm. Chữ này là chữ thanh ghép bởi bộ thủy với lại chữ thanh. Đây là chữ thanh trong từ thanh khiết. Âm cương yomi là kiyoi. Kiyoi.
Âm ghép đọc là C, ví dụ trong từ C kết là thanh khiết, tính từ đối na. Như vậy chúng ta thấy những cái chữ nào mà có bộ thanh ấy thì gần như đọc là C hết đúng không? Đây C này, đây này C, đây cũng đọc là C này, đây có mỗi chữ tình này đọc là dô. Tiếp theo chúng ta có chữ bão. Chữ bão ghép bởi phần bên trái là bộ thủ là cái tay, phần bên phải là chữ bao. Trong từ bao bọc thì chúng ta có thể nhớ chữ này đấy là ôm đứa trẻ ở trong tay. Chữ bao, chữ bão này có nghĩa là ôm, ôm đứa trẻ ở trong tay, bao bọc bảo vệ đúng không nhỉ? Bao bọc bảo vệ nó đến ngày nó lớn. Âm khương của chữ này có ba cách đọc là da, ka kha và ida. Ida không phải là ita, ở đây bị lỗi. Ví dụ da cự là ôm, dakishimeru là ôm chặt. Các bạn có động từ thể mas, bỏ mas cộng với shimeru có nghĩa là làm gì đó chặt. Ví dụ nắm tay là nigiru thì nigishimeru là nắm chặt. Tương tự dakishimeru có nghĩa là ôm chặt. Kakaeru là ôm, vướng phải. Ida cự là ấp ủ, ví dụ ấp ủ hy vọng đúng nhỉ? Kibo ida cự hay là ấp trứng cũng dùng cái từ này. Đấy. Tiếp theo âm ôn đọc là hô, ví dụ trong từ simbo là chữ tân với chữ bão nghĩa là kiên nhẫn. Hô là bão phụ là sự ấp ủ, kai hô là giới bão là chăm sóc. Thì một số kanji tương tự của chữ này, đầu tiên đây là chữ bao. Chữ bao ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ bao với lại bộ kỷ. Cái này học ở trong kanji N3, nó là đọc là tsutsumu. Tsutsumu có nghĩa là bao bọc này. Đấy. Hay ghép âm đọc là gì nhỉ? Hô đúng không? Hogan bao hàm. Đa số những cái chữ mà có cái bộ gì đấy, có cái bộ bao ấy thì đọc là hô. Đấy là âm onyomi hết. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ pháo, ghép với bộ thạch là đá này, ghép với lại chữ bao đúng không? Pháo này ví dụ trong từ gì nhỉ? Pháo gì đây nhỉ? Pháo đài chẳng hạn, hô hô tai. Crown nhỉ? Hay là hô đài? Đây pháo đài đây. Chính là đạn pháo của chúng ta đấy. Đây chữ bào. Chữ bào ghép bởi bộ nhục. Bộ nhục là thịt và bộ bao. Bào này trong từ đồng bào, đô hô. Đấy. Hay là tế bào đúng nhỉ? Tế bào nó lại đọc là bô, sai bô. Có hai cách đọc là bô và hô, đây viết rõ ra đây nhá, sai bô. Trong đây đọc là sai bô này, còn trong cái từ đồng bào này đọc là hô, đô hô. Đấy. Đây là chữ bão. Bão có từ ăn với lại chữ bao. Bão này trong từ bão hòa, chán, akiru. Đấy, akiru là chán này. Hay là trong từ bão hòa, hô. Đây là chữ phao đúng nhỉ, có nghĩa là bọt khí, đọc là awa. Awa. Đấy, thì những cái chữ từ pháo này, bào, bão, phao được học ở phần kanji N1 hết. Tiếp theo các bạn có đây là chữ tôn. Chữ tôn ghép bởi phần trên là giống hình bộ dậu đúng không? Bộ dậu là cái bình rượu ấy. Đấy, thế nhưng mà nó cũng khác khác một chút. À, đây là gì nhỉ? Dưới là bộ thốn. Chữ này có âm khương là tô tô, tô tô hay là tà tô. Ví dụ tô tô bự là đánh giá cao, tà tô bự là quý trọng, tô thôi là quý giá, tà thôi là đáng quý. Chúng ta có chữ quý, nó cũng có những cái cách đọc như thế này. Đây chữ quý đây, ví dụ nha, bây giờ gõ thử này, tô tô bự nó sẽ ra hai chữ là chữ tuân và chữ quý. Đấy, chữ quý nó cũng giống hệt như thế này. Âm ôn của chữ tôn là son, ví dụ trong từ son kê sư rự là tôn kính, son cho sư rự là tôn trọng, son gen là tôn nghiêm. Về phần kanji tương tự thì chúng ta có cái chữ khá khá là giống với cái chữ tôn này, đây là chữ đạo, cũng cùng chung bộ dưới này và cái phần này cũng na ná giống. Đạo này trong từ chỉ đạo đúng không? Đạo này đọc là michibiku. Michibiku đấy, có nghĩa là dẫn đường này. Hay là trong từ chỉ đạo shido. Shido nhá.
Tiếp theo đây là chữ tuân. Chữ tuân các bạn thấy là nó chính là chữ tôn ghép với lại bộ gì nhỉ? Bộ trước là con đường. Thì chữ tuân này đọc là dương trong từ dương sư. Dương sư là tuân thủ. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ kính. Chữ kính ghép bởi bên trái là bộ cẩu. Đây, bộ này là bộ cẩu. Thì trong tiếng Nhật cũng như là trong tiếng Việt thì chữ để chỉ con chó thì không chỉ là mỗi chữ khuyển mà còn có chữ cẩu hoặc là chữ tuất nữa. Thì người ta hay dùng nhất là chữ khuyển. Còn chữ cẩu và chữ tuất thì ít dùng hơn. Thì chúng ta có đây là chữ cẩu này. Bên tay phải là bộ phộc là đánh nhẹ. Vậy thì chúng ta có thể nhớ chữ kính là đánh, đúng không? Phải đánh con chó thì nó mới kính trọng mình. Bên phải là chữ bộ phộc là đánh, bên trái là bộ cẩu là chó, đúng không nhỉ? Đấy, phải đánh con chó thì nó mới kính trọng mình. Âm cương của chữ này là Uyama, trong từ Uyama có nghĩa là kính trọng. Âm ôn là kê, ví dụ trong từ sonke là tôn kính. Kê gộ là kính ngữ. Kero no hi là kính lão Nhật, là ngày kính lão của Nhật. Về thông tin bổ sung thì có hai từ rất là dễ nhầm lẫn về cách đọc âm cương, đó là Uyama, đọc là Uyama mang nghĩa là kính trọng, và từ Urayamu. Đấy, đây cái chữ này đây. Urayamu mang nghĩa là ghen tị, đố kỵ. Đấy, các bạn thử đọc mà xem. Uyamau và Urayamu khi nói rất là dễ nhầm với nhau nên cần lưu ý. Chúng ta có đây là chữ tham. Chữ tham ghép bởi trên là bộ tư, dưới là bộ đại và giống hình bộ xuyên ngược, đúng nhỉ? Cũng không hẳn là bộ sam. Thì chữ tham này có âm cương là mai trong từ mai rự, có nghĩa là đến, là khiêm nhường ngữ của cư rự. Hakamairi là mộ tham, là thăm mộ, viếng mộ. Âm ghép đọc là san, ví dụ trong từ sankasuru là tham gia. Sanko là tham khảo, các bạn có sách tham khảo là thêm chữ thư vào, đúng không nhỉ? Sanko cho. Sancho, sancho là tham chiếu. Jisan là chỉ tham, là mang đến. Thì từ mai rự là khiêm nhường ngữ của cư rự, ví dụ Vietnam kara marimashita, có nghĩa là tôi đến từ Việt Nam. Jisan suru là mang đến, nó mang sắc thái trang trọng hơn so với lại từ motte kuru. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ chí. Chữ chí ghép bởi phần bên trái là chữ chí. Chữ chí này trong từ hạ chí, đông chí, có nghĩa là cực điểm. Phần bên phải là bộ phộc. Có thể nhớ là ngày hạ chí bị đánh một nhát chí mạng, đúng không? Chí ở bên tay trái là chí trong từ hạ chí. Chí bên tay bộ bên phải là phộc là đánh, đúng nhỉ? Ngày hạ chí này bị đánh chí mạng. Thì chữ toàn bộ cái chữ này là chí trong từ chí mạng. Âm cương là ita trong từ itasu, itashimasu, có nghĩa là làm, khiêm nhường. Chúng ta có câu rất là kinh điển đấy là onegai itashimasu, có nghĩa là xin vui lòng đấy. Âm on là chi, ví dụ trong từ ichisuru, nghĩa là nhất trí, trùng hợp, thống nhất, nhất trí này. Chimetekina là chí mệnh đích, nghĩa là chí mạng, chết người. Ví dụ vết thương chí mạng ấy, đúng không? Về phần kanji tương tự thì chúng ta có đây là chữ chí. Đây, chữ chí đây. Chữ chí này cũng là bộ thủ ghép lên, cũng là bộ mà ghép lên rất là nhiều chữ. Ví dụ chữ thất, đúng nhỉ? Căn phòng này, hay là chữ ốc, gia cũng có cái chữ này. Thì cái chữ này có âm cương là itaru. Itaru có nghĩa là đạt đến. Còn ghép âm đọc là chi, ví dụ trong từ, ví dụ đồng chí này. Chi hay chi nhỉ? Hình như nhớ nhầm. Ví dụ tô chi này. Xem có ra không? Đây, đọc là si nhá, vậy thì là tô si. Đây là chữ đáo, nghĩa là đến nơi hoặc là chu đáo. Ví dụ các bạn có từ tô check, cái chữ đáo này được học ở phần đầu rồi, đúng không? Tô check là đến nơi này, hay là trong từ siêu tô, chu đáo. Đây là chữ đảo ghép bởi gì đây nhỉ? Ghép bởi bộ chữ đáo này thì ghép bởi bộ chí trên và bộ dao là con bộ đao là con dao. Cái này thì thêm một cái nhân đứng vào thì ra chữ đảo, đọc là thao trong từ thao đê đự, nghĩa là ngã này, đổ gục này. Ví dụ trong từ đà đảo, đúng không? Đa tô. Đấy. Đây là chữ thuận. Chữ thuận ghép bởi phần bên trái là bộ xuyên là con sông, phần bên phải là bộ hiệt là cái đầu. Vậy thì chúng ta có thể nhớ chữ này theo cách là thuận theo người đứng đầu khi qua sông. Toàn bộ chữ này là thuận trong từ thuận nhá, tuân theo. Thuận theo người đứng đầu, đây là chữ hiệt là đầu khi qua sông. Âm cương thì chữ này không có.
Âm ôn là dương, ví dụ trong từ. Dương dò là thuận tự, nghĩa là thứ tự, trật tự. Dương ban là thuận phiên, là lượt, thứ tự. Dương trò là thuận điều, nghĩa là thuận lợi, trôi chảy. Hư dương là bất thuận, nghĩa là không bình thường. Tê dương là thủ thuận, là trình tự. Về kanji tương tự thì nó có cái chữ gần giống, đấy là chữ huấn. Ghép bởi phần bên trái là bộ ngôn và phần bên phải là bộ xuyên, là con sông. Đấy, nhìn nhiều khi na ná hai chữ này cũng thấy giống giống nhau. Chữ huấn này trong từ cương đen. Chữ huấn ghép với chữ luyện có nghĩa là luyện tập. Nó nét nghĩa hơi khác trong tiếng Việt một chút. Hay trong từ giáo huấn đúng nhỉ? Kyokun. Tiếp theo chúng ta có chữ khiếu. Chữ khiếu ghép bởi bộ, khẩu là cái miệng, và đây giống hình số 4 thì chúng ta có thể nhớ chữ này theo cách là hét 4 lần đúng nhỉ? Mở miệng, đây toàn bộ chữ này là hét, đây là miệng, đây là 4, hét 4 lần mở cả miệng. Âm cương của chữ này là sake, trong từ sake bự có nghĩa là kêu, hét, gọi. Dạng danh từ là sakebi có nghĩa là tiếng hét, tiếng thét. Sakebi koe là tiếng thét lên. Âm ôn đọc là kyo, với trong từ zekyo sự tuyệt, chữ tuyệt với chữ khiếu có nghĩa là hò hét, kêu thét với âm thanh rất là lớn đấy, như là hết cỡ ấy. Về kanji tương tự thì chúng ta thấy thực ra thì nó cũng không hẳn là tương tự lắm, thế nhưng mà nó có cái phần giống giống, cấu tạo giống giống thì chúng ta có thể tham khảo thêm. Ví dụ đây là chữ thu ghép bởi gì đây nhỉ, cùng chung cái phần số 4 này đúng không, và cái bộ hữu thì thu này chọn đọc là gì nhỉ, osameru, osameru này đấy. Hay là trong từ thu nhập siêu new. Đây là chữ sất có nghĩa là mắng, ghép bởi bộ chỉ và bộ khẩu, đọc là shikaru. Mắng các bạn quá quen với động từ mắng rồi trong sơ cấp đúng không? Shikaru. Tiếp theo chúng ta có chữ bố. Chữ bố ghép bởi phần bên trái là bộ tâm. Bộ tâm đây, phần bên phải là bộ bố, bố trong từ phân bố hay là vải đấy. Cách đọc của chữ này âm cương là koa trong từ koai có nghĩa là đáng sợ. Koagaru là động từ nghĩa là sợ, sợ hãi. Âm ôn đọc là phư, ví dụ trong từ kyofu là chữ khủng của chữ bố có nghĩa là khủng bố, sợ hãi. Hay là gì nhỉ? À, koso kyofu sho, chữ cao sở, khủng bố chứng có nghĩa là chứng sợ độ cao. Về kanji tương tự thì chúng ta có đây là bộ cân, bộ nặn bộ cân đây. Bộ cân thì những cái chữ có bộ cân này thì thường liên quan đến vải đúng nhỉ? Ví dụ chính là trong cái từ zokin của các bạn ấy. Đấy, cái giẻ lau ấy, chữ tạp và chữ cân ấy, zokin giẻ lau này. Khi mà cho thêm cái phần giống chữ na này đúng nhỉ? Thì được chữ bố trong từ vải phân bố. Đọc là nuno. Nuno nhá. Hay trong từ phân bố đúng nhỉ? Phương pư. Không ra này. Bương pư à? Đây các bạn thấy này, phân bố này. Bương pư. Đây là chữ cũng gần giống, đây là chữ gì nhỉ? Cho thêm một cái giống hình cái kéo hay là chữ me katakana trên chữ bố này thì được chữ hi. Trong từ hy vọng đúng không? Kibo. Đấy, kibo. Chữ cuối cùng của chúng ta là chữ hiềm. Chữ hiềm ghép bởi phần bên trái là bộ nữ, là người con gái, phần bên phải là chữ kiêm, trong từ kiêm nhiệm. Vậy thì câu chuyện của chữ này đấy là con gái mà kiêm nhiều thứ thì sẽ bị ghét đúng không? Đây là con gái này, đây là kiêm này, con gái mà kiêm nhiều thứ quá ấy, sẽ bị ghét. Thì âm cương của chữ này có hai âm, đấy là kira và iya. Ví dụ trong từ kiraina là ghét, tính từ đối na, động từ là kira có nghĩa là ghét, không ưa. Hoặc là iana là chán ghét, không ưa. Âm ôn của chữ này là ken hoặc là gen, ví dụ trong từ kigen, chữ cơ, chữ hiềm có nghĩa là tâm trạng, sắc mặt. Đấy. Ví dụ như kigen gai là tâm trạng tốt đấy, sắc mặt tốt. Hay là jiko ken-o, trường hợp này đọc là ken có nghĩa là gì nhỉ? Căm ghét bản thân, tự chán ghét chính mình. Về kanji tương tự thì chúng ta có một số chữ kanji có cái bộ kiêm đúng nhỉ? Đây là chữ kiêm. Ví dụ trong từ kiêm này, đây đọc là chữ kiêm luôn, kaneru. Kaneru là kiêm nhá. Hay trong từ kiêm nhiệm đúng không? Kenin.
Nếu mà cho chữ kiêm ở dưới bộ nghiễm thì được chữ liêm. Ví dụ trong từ, chẳng hạn mình thử liêm chính, nếu mà ghép âm là ren xê, xem có cái từ ren xê không. À vậy không có rồi, đúng nhỉ, thanh liêm xê ren xem có thể là có thể là không. Đây các bạn thấy này, có này, thanh liêm này. Đấy. Đây là bộ kim, kim loại, và chữ kiêm là chữ liêm, có nghĩa cái liềm, đọc là kama. Kama. Đấy. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta học xong. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video sau.